Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì trên màn hình mọi người đang xem đây là hai mẫu Kuta mà hai dòng này là bên em mới về. Thì hai con này nó sẽ chung một cái cấu hình nên là em sẽ lên chung một clip để cho mọi người dễ tham khảo ha. Bên phải màn hình của em đây, bên phải của em đây là mẫu Kuta Kurizon nha mọi người. Còn ở bên này là mẫu Kuta Hexagon. Thì hai con này nó sẽ tương đồng nhau về cái ngoại hình cũng như là tương đồng nhau về bộ truyền động. Vì vậy nên là hai con này nó sẽ có giá tương đồng nhau, đều là 47 triệu nha mọi người. Hiện tại là bên em đang giảm 500 ngàn, chỉ còn 46 triệu 500 ngàn trên hai cái chiếc xe này thôi. Đó, thì hai chiếc xe này nó sẽ có gì khác biệt thì trong clip này em sẽ show ra để cho mọi người tham khảo nha. Đầu tiên thì điểm khác biệt đầu tiên của cái mẫu Hexagon và Kurizon này đó là phần yên. Về thiết kế yên của cái mẫu Kuta này á thì người ta sẽ trang bị cho mình một cái yên full carbon nha mọi người. Có nghĩa là từ cái phần gọng nè cho đến phần má đỡ phía dưới cái nệm yên này thì đều sử dụng carbon hết từ cái cây này, cho nên là cái trọng lượng của cái hai cái mẫu xe này rất là nhẹ. Về cái độ khác nhau của hai chiếc xe này á, thì chúng ta sẽ có khác nhau về cái form dáng thiết kế cũng như là cái hãng yên đó, khác nhau. Còn lại thì người ta đều sử dụng chất liệu là carbon trên hai cái phần yên của cái mẫu Kurizon và Hexagon này nha mọi người. Đó, tiếp theo về khung sườn thì một cái điểm khác biệt nữa của hai mẫu xe này đó là phần khung sườn chúng ta sẽ có thiết kế khác về màu sơn. Đó, trên mẫu Hexagon này á, thì chúng ta sẽ có thêm vài cái điểm nhấn ở đây. Đó, chẳng hạn cái đường cắt ngang ở đây, cắt xéo ở đây. Đó, thì nó sẽ tạo một cái điểm nhấn cho cái phần khung sườn của mẫu Hexagon. Còn với cái mẫu Kurizon á, thì chúng ta sẽ được thiết kế basic hơn. Đó, nhìn form dáng nó sẽ đơn giản hơn ha. Đó, mọi người đã thấy nè, thì trên hình chúng ta sẽ không có những cái đường kẻ cắt ngang. Chúng ta sẽ có một cái màu sơn kèm theo đó là thương hiệu nè. Đó, như trên hình mọi người đang thấy là cái màu trắng. Đó, thì trên khung nó sẽ có in cái logo thương hiệu của cái mẫu Kuta này. Về phần khung sườn của hai chiếc xe này á, thì chúng ta sẽ được sử dụng chất liệu là composite nha mọi người. Thì đây là một trong những cái chất liệu carbon phải gọi rất là nhẹ. Hai con này thì nó dao động trung bình khoảng 8 kg thôi nha mọi người. 8 kg, hơn 8 kg một xíu. Trong này thì nó sẽ có sai số. Bên em cân thì nó dao động 8 kg thôi. Tuy nhiên thì nó có thể cao hơn hoặc là thấp hơn. Đó, tại vì nó sẽ có sai số. Sai số đó thì nó không đáng kể nha mọi người. Về bộ truyền động thì với hai chiếc xe này chúng ta sẽ có một bộ truyền động của Shimano 105. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tay lắc của 105 này. Phía sau thì chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa này, cũng như là gạt đĩa, đùi đề, líp và phần xích thì đều sử dụng xích của Shimano luôn. Đó. Cấu hình sẽ bao gồm là hai đĩa và 12 líp trên hai mẫu xe này nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ truyền động của R7001 nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa R7001 nè, rồi có gạt đĩa R7001 nè, cùi đề sau 7001 nè, rồi 12 líp sau. Thì bộ 7001 nó sẽ nhỉnh hơn 7000 ở cái phần líp sau nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta sẽ được trang bị đến 12 cấp độ. Đó. Với hai cái mẫu Hexagon và Kurizon này á, thì chúng ta sẽ được sử dụng luôn phần xích Shimano. Đó, thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm mượt mà hơn, cũng như là mọi người chuyển đề chuyển số êm ái hơn, linh hoạt hơn ha. Rồi, về phần bánh thì đây cũng là một cái điểm rất là quan trọng của hai cái mẫu xe này. Thì chúng ta sẽ được trang bị một cặp vành của Vosso. Thì đây là một trong những cái thương hiệu vành phải gọi là có cái giá trị trên thị trường nha mọi người. Em đã tìm hiểu sơ qua về cái giá cũng như cái thương hiệu của cái dòng Vosso này rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cặp vành Vosso carbon. Đó, thì cái giá trị của nó phải gọi rất là cao trên cái cặp vành Vosso này nha mọi người. Mà cái mẫu Kuta này người ta trang bị luôn một cặp vành phải gọi rất là chất lượng. Nếu mà mọi người mua lẻ với cái cặp vành này ở ngoài thị trường đó, thì chúng ta sẽ có giá loanh quanh từ 15 đến 20 triệu tùy theo cái khu vực cũng như là tùy theo cái thương hiệu mà người ta bán nha mọi người. Em search trên mạng thì cái cặp vành này nó có giá trị rất là cao. Đó. Mà hai cái mẫu xe này nó có giá thành cao hơn so với lại các cái dòng xe khác là cũng ở cái cặp vành này một phần nữa nha mọi người. Kèm theo đó là phần khung sườn. Thì khung sườn là một cái điểm mà phải gọi là cực kỳ quan trọng bởi vì nó liên quan tới yếu tố an toàn nè. Đó, mà nó lại tối ưu được cái trọng lượng thì cái dòng Kuta này nó đáp ứng được cái nhu cầu đó, vừa chắc chắn, vừa nhẹ, đó, mà vừa đảm bảo an toàn cho chúng ta nữa. Hai chiếc xe này thì có giá là 47 triệu nha mọi người. Bên em đang có chương trình giảm giá 500 ngàn chỉ còn 46 triệu 500 ngàn thôi. Anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu Hexagon hay là Kurizon thì mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại để bên trên màn hình nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu sơ về cái cấu hình cũng như sự khác biệt của hai cái mẫu xe này để cho mọi người tham khảo cũng như có cái sự lựa chọn cho cá nhân mình. Rồi, bây giờ thì cảm ơn mọi người và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các cái video tiếp theo ạ.